Lời đầu tiên thì cho phép em xin chào anh Quyền Linh, chị Lam Thư và tất cả khán giả có trong trường quay ngày hôm nay. Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi em trai. Chào hai bạn. Tôi đã làm mai làm mối cho những sĩ quan, những quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam. Cũng rất là nhiều số rồi. Đây là lần tôi thấy cũng rất là đặc biệt. Mọi bữa ngồi dưới đây là một đồng chí bộ đội. Hôm nay là thay đổi là bên kia là một cô gái bộ đội. Bây giờ mình giới thiệu vào nhà, về nhau cái nào. Mời cô bộ đội bên kia. Dạ, em xin tự giới thiệu. Em là Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh năm 1997. Em làm việc tại trạm 77 của Bộ Tư lệnh Đặc công. Wow. Wow. Công việc của em là gì? Công việc hiện tại của em là quân y ạ. À, quân y. Quân y. Mời em trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư, chào bạn bên kia và chào bạn khán giả. Em là Phạm Tuấn Minh, em 25 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Em làm kỹ sư xây dựng ạ. Kỹ sư xây dựng. Trời ơi anh Linh ơi, thiệt. Cô gái nhìn ngồi bên em là em thấy là xinh quá trời xinh, rất xinh luôn. Con gái mà mặc đồ quân phục bộ đội thì đã nhìn thấy rất, rất ấn tượng luôn đó nha. Đúng anh rồi. Anh chưa nhìn mà anh cảm giác cũng ấn tượng rồi đó. Em gái, em dạ, có thể nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của em đi. Ưu điểm thì có là năng động và luôn nhiệt tình trong công việc, hay giúp đỡ người khác. Về khuyết điểm thì em hơi nhút nhát ạ. Ủa, làm ở trong binh chủng đặc công mà sao nhút nhát được em? Đôi khi đứng trước đám đông thì em vẫn nhút nhát ạ. À, hiện tại chị đang thấy em cũng hết sức là hồi hộp rồi đúng không? Không sao, Hiền, Hiền, bình tĩnh, bình tĩnh. Nắm tay chị nè. Nắm tay chị gái nha. Trời, tay lạnh ngắt à. Cho dù khoác lên bộ đồ quân phục của quân đội, như cô ấy vẫn rất là ngại trước đám đông. Rồi, mời bạn trai. Khuyết điểm của em thì em hơi bị mù đường một tí. Đi đường em phải mở bản đồ để em xem á. Thì có lần em đi đường em tắp vỉa hè em mở bản đồ để xem thì có bạn nào đi qua mượn mất điện thoại. Còn cái khuyết điểm nào mà nó tệ hơn cái đó không? Em hay quên đi. Hay quên nhiều rồi khi hả? Nó để lại cái hậu quả cũng hơi nghiêm trọng. Quên nặng nề lắm hả em? Cũng có vài lần nấu cơm nhưng không được ăn, chỉ được uống nước. Hay là mà hẹn người yêu mà quên á, quên 3-4 lần bỏ luôn thì mới hậu quả nghiêm trọng. Dạ. Yeah. Hiền, tình trường em sao nè? Em mối tình chính thức thì em có một mối tình từ thời học sinh. Hiện tại thì chúng em đã kết thúc cách đây khoảng 1 năm. 1 năm? Dạ. Lý do kết thúc là gì? Đến cái một cái khoảng thời gian nào đó, cả hai người thì cảm thấy mình không còn hòa hợp nữa. Thì là từ mỗi người một đường khác nhau. Đó là một mối tình duy nhất. Là tình đầu á. Dạ. Với một cô gái vẻ bên ngoài xinh xắn đáng yêu như em, sẽ có rất nhiều cái vệ tinh xung quanh tấn công mình. Và hôm nay em lại có mặt ở đây. Thật ra thì sống trong môi trường quân đội, bọn em tiếp xúc với rất là nhiều người, đồng nghiệp rất nhiều. Nhưng mà phải chăng là làm cùng nhau, hiểu nhau, hay là có một cái vấn đề gì đó mình rất là ngại. Yêu trong cùng cơ quan. Và đặc biệt là cơ quan em thì hầu như là các cô, các chú đều có gia đình cả. Thành ra cũng khó tìm một nửa yêu thương của mình ha. Chính vì thế nên tôi có những phiên bản đặc biệt này để có thể kết nối những cái người đang tìm một nửa yêu thương của mình. Còn tình trường của em trai thế nào? Từ trước giờ em chưa có cái mối tình đầu nào hết. Chưa có luôn. Dạ. Chào em. Em chào chị. Xoái ca ha. Sao mi trắng ha. Là trước giờ chưa mối tình nào luôn. Dạ, để mà chính thức thì chưa có mối tình nào chính thức hết chị. Say nắng, say ní thì có. Dạ. Thì say nắng bao nhiêu cô rồi? Em chỉ say nắng một bạn hồi còn học sinh thôi ạ. Nắm tay chưa? Chưa, chỉ đứng từ xa nhìn thôi. Trời, chị thấy em mặt thì xoái ca, nhìn cái cách nói chuyện của em rất là rụt rè. Hay là trên này thì vậy mà ở ngoài thì khác vậy? Ở ngoài cũng vậy à chị ạ? À vậy hả? Dạ. Yeah. Cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Cao trên 1m5 mà nặng chừng khoảng 50kg. Tính tình bình thường thôi, đừng có trội quá. Ngoại hình thì dễ nhìn một xíu, với lại cũng biết suy nghĩ một xíu nữa. Chỉ em đơn giản vậy thôi chị. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Em ghét nhất gì ở phụ nữ? Không thích cái tính người phụ nữ là nói năng không được kiềm chế. Em có sợ cái mẫu người phụ nữ hay ghen rồi vậy không? Trước giờ em chưa có nên là chưa em có cũng cảm chưa giác, đúng chưa không? Chưa biết là mình có sợ hay không. Chị hiểu rồi. Bé, em có ghen không? Em không á. Em không à? Phụ nữ mà không à? Nếu mà không ghen thì cũng không đúng. Nhưng mà nếu ví dụ như chẳng hạn như mà mình muốn anh ấy để đón mình mà anh lại bảo anh bận, mà trong khi lúc sau mình mà có gặp anh ấy lại chở một cô gái khác đi đâu đó, biết là vì lý do gì thì mình cũng vẫn sẽ rất
rất là khó chịu. Em nghĩ đấy là ghen. Đó là đúng em. Tự nhiên kêu rước mình không rước mà cuối cùng thấy rước nhỏ khác. Chị là dạ. Chị ghen lòng ghen lộn. Nói chung luôn là ghen là hương vị của tình yêu thôi. Đâu có gì đâu. Ta yêu tụi mới ghen. Quan trọng là ghen đúng ghen như thế nào thôi. Để anh qua coi đàn gái thế nào nha em trai nha. Anh thì đàn gái anh sao Linh. Thấy rồi. Thấy chưa? Anh nhìn cái đẹp nhanh lắm. Trời ơi đây nè. Wow. Xuất sắc chưa? Dễ thương, xuất sắc. Em là quân hàm thiếu úy hả? Dạ. Thiếu úy. Dễ sợ. Mặc đồ bộ đội vô phải nói là thấy chững chạc ra hẳn á. Em mong một người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu người em thích thì thích một người đàn ông mà điềm đạm, trưởng thành và biết suy nghĩ. Anh bên đây thì như đánh giá đây là hơn những cái điều em muốn đó. Em cũng mong là như vậy. Mong như vậy. Bên đây đàn trai cũng đẹp trai, bên gái cũng xinh gái. Hôm nay tôi chịu cái cặp này đó nha. Bây giờ là mình sẽ nghe ý kiến từ người thân nha. Hiền, hôm nay em đi với ai? Em đi với cả bốn bạn và với cả sếp. Mời sếp của em Hiền đi. Xin chào chương trình và xin chào tất cả các khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Tôi là Mai Văn Viện, thủ trưởng của Hiền. Hiền thì trong cái công việc thì rất là nhiệt tình, trách nhiệm, hay giúp đỡ các cô ở trong cơ quan. Tính rất tình, rất là năng động, cởi mở, hòa đồng tất cả mọi người. Cho nên là trong cơ quan thì ai rất là yêu mến, yêu quý. Hiền thì bây giờ còn trẻ nên là rất là có tương lai. Sau này thì cũng có thể là làm thành một bác sĩ. Bạn trai ở đây và Hiền thì tôi thấy cũng có một số cái nét nó rất là tương đồng với nhau. Có thể là bù trừ cho nhau được. Thời gian tới thì tùy vào cả hai tiến tới đến như thế nào thì hai người phải tìm hiểu nhau thôi. Đại diện bạn bè thôi. Lời đầu tiên thì cho con xin chào chú Quyền Linh, chị Nam Thư và toàn thể khán giả ở trong trường quay cũng như trên truyền hình ạ. Em tên là Nhung và là em gái gần nhà của chị Hiền ạ. Gặp anh ở đây thì em thấy là hai anh chị cũng có một vài nét tương đồng. Thì anh ở đây thì em thấy là rất là hiền lành, cũng rất là đẹp trai. Còn đâu chị của em thì tên là Hiền nhưng mà cũng không hiền lắm nên em nghĩ là tính cách này hai anh chị có thể bù trừ lẫn nhau. Nhưng mà mọi quyết định thì em cũng tin tưởng vào quyết định của chị gái của em và trong chương trình mà có đến với nhau thì chúc hai anh chị sẽ tìm hiểu thật là kỹ để có quyết định đúng đắn nhất ạ. Dạ rồi, em xin cảm ơn ạ. Con. Mời đại diện đàn trai ạ. Dạ đây là mẹ của em ạ. Dạ chào bác. Dạ xin chào chương trình. Tôi là mẹ của cháu Minh. Rất vinh dự được đến với chương trình thì cũng nhờ chương trình giúp đỡ để bạn tìm được một người bạn hợp lý. Tôi thấy bạn gái bên đây rất là dễ thương, nhìn cũng rất là nhanh nhẹn và năng động, mà tôi cũng thấy rất là có cảm tình với bạn. Còn tùy theo thuộc vào giữa bạn gái và con trai tôi, có điều kiện rồi các bạn sẽ tiến tới đến đâu thì gia đình rất phấn khởi. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô ạ. Bây giờ cho hai bạn gặp nhau nha. Dạ. Đây có thể nói là một cặp hot girl, hot boy đó. Mở rào. Anh tặng Hiền nhé. Dạ em cảm ơn. Thật ra thì em cũng không biết tặng gì cả. Đây là em có một cuốn sách tặng anh. Anh cảm ơn. Hy vọng anh thường xuyên đọc nó. Cảm ơn Hiền. Tựa đề cuốn sách là gì vậy em? Anh yêu yêu. Anh gì? Anh yêu yêu. Anh yêu yêu. Sách ý nghĩa đó nha. Anh thấy em có vẻ bề ngoài thì ngoài sức mong đợi của anh. Em cảm ơn. Ấn tượng đầu tiên khi mà anh nhìn thấy em là gì ạ? Là bộ quân phục. Và kiểu tóc búi cao rất là gọn gàng. Dạ. Công việc của mình làm thì có thường xuyên là phải làm về muộn hay là đi thường xuyên đâu, nhiều không ạ? Một tuần chắc đi về muộn khoảng 2-3 ngày thôi. Dạ. Nhìn không chớp mắt luôn á. Em ngồi bên đây em nhìn đằng sau nè, nhìn không chớp mắt luôn á. Dễ nhìn thương mà. Không rời mắt. Quan niệm tình yêu, hôn nhân gia đình với nhau đi. Em thì cuộc sống hôn nhân thì thật sự là em thích sự bình đẳng. Kể cả khi yêu hay là mình cưới nhau cũng vậy. Chồng làm gì thì đó có nghĩa là chỉ cần đều nói với vợ. Còn đâu mọi sự quyết định thì phải được đồng thuận có thể không? Là do chồng quyết định. Em thì không thích can thiệp sâu vào chuyện riêng quá nhiều của chồng. Nhưng mà
Còn em trai thế nào, nói cho bạn gái biết đi. À, quan điểm của em thì em rất mong muốn là cái người bạn gái cũng như là người vợ của mình sẽ biết lắng nghe, hay là trong mọi chuyện mình đều có sự chia sẻ. Dạ. Rồi đồng thuận cùng làm mọi việc chứ. Dạ. Chắc là lần đầu em ngồi trực tiếp nói chuyện như thế này nên là hơi run. Không biết phải nói như nào cả. Có câu hỏi gì muốn hỏi em không? Ừ. Ví dụ như có thể hỏi em về công việc, nơi ở, quê quán. Vì ban nãy em nhớ là hình như em chưa giới thiệu em quê ở đâu. Em quê ở đâu? Trời ơi, tôi khổ ông này ghê luôn á. Em quê ở Vĩnh Phúc ạ. Công việc của em thường là mình sẽ làm việc giống như em nói á. Ngoài ra mình có những cái công việc đột xuất gì đó hay không? Thường thường thì bên cơ quan em thì ngoài làm việc chuyên môn tại cơ quan thì đôi khi thì cũng vẫn sẽ phải công tác, có thể là về ngoài Hà Nội chẳng hạn. Vì hỏi khi anh hẹn em đi chơi thì cỡ nào giờ nào được? Đúng rồi, hỏi anh. Nếu mà anh có thể hẹn em đi chơi á thì anh có thể hẹn em đi chơi trong khoảng thời gian như thế nào? Cơ quan em thì cũng không có hạn chế quá nhiều về thời gian, thường là về trước 10 giờ. Trong quân đội thì cái kỷ luật và giờ giấc là rất là quan trọng ạ. Em lại là quân nhân nữ, thế nên là thường thường là em khoảng 10 giờ là em đã có mặt ở nhà rồi. Nên là anh thấy rằng đây là một anh chàng chưa yêu lần nào hết, chưa có cái nắm tay nào hết luôn á. Bây giờ thử xem nào, em bước qua em nắm tay cô bộ đội cái đi, coi cảm nhận lần đầu tiên thế nào. Mạnh lên đó. Anh có thể nắm tay em được không? Ôi trời, cái thái độ lên nắm tay khác liền luôn á. Anh có thể nắm tay em được không? Anh có thể nắm tay em được không? Nhanh lắm, anh có thể nắm tay em được không? Xem như bắt tay đi. Đó. Ừ đó. Đâu, để nguyên, giữ yên nguyên. Chưa. Nào, bắt tay lại nào. Thử xem. Cho người ta nắm tay cái làm như vậy. Hai tay nắm vào thấy kìa, chưa? Như nói hai kìa. Suối hai tay nắm vào. Đó. Đó. Rồi sao, cảm thấy sao? Ờ, rất là ấm. Ừ. Chắc là do tay em lạnh quá. Tim có đập mạnh không? Có chị. Em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn. Nhắm mắt lại, chúng ta kiểm tra xem thật sự con tim mình có rung động chưa. Nếu rung động, mình bấm nút. Mà đã bấm nút, chúng ta phải trao nhau nụ hôn đầu tiên. Đó là quy định của chương trình. Bây giờ mình sẽ để tay vào nút bấm nha. Quyết định là của các bạn. Thành thật với chính con tim mình nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Hãy nói với thủ trưởng của mình, hãy nói với mẹ của mình, xin phép đặt nụ hôn đầu tiên. Dạ, em xin phép thủ trưởng cho em xin hôn bạn Hiền một lần. Thủ trưởng gật đầu rồi đó. Thủ trưởng. Đó là mệnh lệnh. Nào, hôn má thôi, không sao đâu bác Hiền, hôn má thôi. Rồi, vỗ tay.